chúc cho má Tư được sức khỏe nè, và cũng như là hẹn má Tư vào ngày 30 tháng 10 gặp lại. Cái bên là anh ca sĩ Phương Duy Thành đó nha. Dạ, mai mốt là ngày 30 tháng 10 đúng không? Đúng rồi, có và hát có show mini của mini show của Linh Tý không? Đúng rồi. Dạ. Ký hợp đồng chết với lại Bầu Huy rồi. Ký hợp đồng 2 năm. Vĩnh viễn luôn hả? 2 năm luôn. Má Tư nghe nói là con nuôi má Tư hả? Nuôi con nuôi. Dạ, con hát rất là hay nha. À, hy vọng là tới ngày 30 sẽ gặp lại anh. À, và cũng như là cháy hết mình gửi đến cô chú anh chị mình vào ngày 30 nha. Ngày 30 có má Tư đi không? Có, đúng ra là hôm đó má không có đi. Dạ. Nhưng mà má nghe hình như là có cái gì phim tiếng Hiệp gì đó. À, phim tiếng Hiệp. Má muốn vô coi phim Hiệp là phim cái võ công ở trên nó đi. Nó cỡ nào? Thường thường cỡ nào hả? Thường cỡ nào, cái đâu phim bất nhập hay là những cái cụ ông học chân kinh hồi thứ 9. Má Tư vui cả nhà. Má Tư đi đó là má Tư coi được hai show. Hai show. Một mini show của Linh Tý và cái show show gió hẹp. Dạ. Show bánh lộn. Không bánh lộn. Bánh lộn là nó không có bánh trúng. Không bánh trúng. Bánh trúng bánh lộn bánh gì? Bánh thiệt hả? Là má Tư là chủ yếu là đi coi cái show kiếm hiệp. Kiếm hiệp. Coi võ công ở nào đúng không? Thường thường. Má Tư đây 70 tuổi rồi nè, để thử coi cái nó võ công cỡ nào thì dám hùng hổ vậy. Mà con nghe nói hẹn chỗ khác rồi. Hả? Hẹn chỗ con nghĩa trang ở bên ngoài rồi. Hẹn chỗ nào cũng phải báo xe cấp cứu đứng chờ sẵn chứ. Dạ. Chỗ nào cũng phải báo xe cấp cứu đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nghe con nói, con nghe nói là hẹn là nghĩa trang bên ngoài ngay cái lò thiêu á. Có gì vô đó thiêu luôn. Ai thiếu chết không hợp lệ, ai thiếu dạ không hợp lệ chết có lý do chết. Thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với buổi thay dương bản tin ra mắt MV Nhớ Hôm Bà,
Mình sẽ được mời quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khách quý đã cùng dành thời gian đến tham dự trong buổi Hè Xưa Hoàng Tiên và ra mắt MV trong buổi tối ngày hôm nay. Sẽ được mời toàn thể quý vị chúng ta cùng chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc cùng với chương trình. Sau đó sẽ được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng di chuyển về khu vực phía trước sân khấu để cùng chọn cho mình một vị trí ngồi để chúng ta bắt đầu chương trình. Thưa quý vị, trong buổi Hè Xưa Hoàng Tiên ngày hôm nay, tại chương trình có tổ chức một buổi tiệc bút phê và sẽ được mời toàn quý vị có thể cùng sử dụng bút phê khi việc dành những món ăn tối hôm nay đây là đây chả làm bao nhiêu con cá Thưa quý vị, trong buổi bà thân ngày hôm nay thì có phở đệ nhất đã đọc được giải nhất phở Việt năm 2020 cũng đang đồng hành với tất cả quý vị với những tô phở rất là ngon và mong rằng quý vị cũng sẽ cùng đồng hành để cùng thưởng thức phở đệ nhất do Tổng Giám đốc Võ Tuấn cũng đã đồng hành và tài trợ trong buổi tối ngày hôm nay để quý vị chúng ta cùng thưởng thức cũng như là cùng đồng hành với chương trình. Đến tham dự trong buổi ra mắt MV Nhớ Ông Bà cùng tham dự trong buổi Hè Xưa Hoàng Tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin được mời anh Lê Khắc Bình cùng với thầy Thuận Thiên và ca sĩ Đức Xuân, các nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh và Cô Bo sẽ cùng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay trong buổi Hè Xưa Hoàng Tiên ra mắt MV Nhớ Ông Bà. Chương trình Hè Xưa Hoàng Tiên và ra mắt MV Nhớ Ông Bà được diễn ra tại Viện Nghiên cứu Ứng dụng Kiến trúc Phong thủy vào Đời Sống tại địa chỉ 29 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Xin được mời toàn thể quý đại biểu, quý vị khách quý, xin được mời quý anh chị văn nghệ sĩ đã cùng dành thời gian đến tham dự trong buổi ra mắt MV ngày hôm nay. Xin được mời quý vị chúng ta di chuyển về bên trong của chương trình để cùng ghi lại những khoảnh khắc để cùng lưu niệm. Và sau khi chúng ta cùng ghi lại những khoảnh khắc chụp ảnh cùng với chương trình, xin được mời quý vị chúng ta cùng di chuyển bên này. Xin được trân trọng thông báo và kính mời. Đây cả nhà có mình ăn nhẹ rất là nhiều món của chú anh chị nha. Đây là bé bò này, anh nhạc sĩ Minh Anh này của chú anh chị. Bên kia là con Má Tư và ủa mà kia là mới là con nuôi của Má Tư đúng không? Ừ, Duy Thành. Con Duy Thành đúng không? Mấy bò khác ở với anh Linh Tý. Ba mươi có ca sĩ Võ Duy Thành nữa cả nhà. Võ Việt Băng. Con nuôi của Má Tư nè cả nhà thấy không?
Mà từ hiện tại là Mà Từ đang bấm điện thoại. Đây ca sĩ Võ Nhật Thành.